Xin chào anh chị nha. Em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà đất Bến Tre Giá Rẻ. Hôm nay em gửi tới anh chị một miếng đất 514 m², mà mặt tiền đường ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình chạy thoải mái anh chị. Hướng là hướng chính nam luôn, thuộc xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Đất đẹp lắm anh chị ơi. Xung quanh có hàng rào hết rồi, được bơm cát cao hơn mặt đường luôn, nở hậu nữa. Đó, đường thông nha, nên xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ chạy thoải mái luôn. Cái bên đình Sùng Tân là chỉ có 50-60 m thôi anh chị. Đó, lúc trước em cũng có giới thiệu miếng đó đó, 1553 m² mà giá có 1,8 tỷ mà, nhưng mà chưa bơm cát ha. Còn miếng này nè, được bơm cát, có hàng rào ranh giới rõ ràng. Về cất cái nền biệt thự là thoải mái luôn anh chị. Có thể nói là hai sự lựa chọn cho anh chị mình. Tài chính mình ít một chút, mình có thể mua miếng này, hoặc là tài chính mình khá khá mình mua miếng kia, 1553 m² mà có 1,8 tỷ. Còn bên đây em xin báo giá trực tiếp luôn nè, 514 m² mà giá 1,2 tỷ nha anh chị. Giá 1,2 tỷ nha. Hiện tại là có sổ sẵn hết rồi. Thì tiện ích của đất á, là mình đi khoảng 600 m là mình tới được lộ nhựa, đó gọi là lộ dùng dâu. Quẹo trái là tới được chợ, trường học, ủy ban của xã Nhuận Phú Tân. Mình có thể đi qua bên Vĩnh Long được luôn anh chị. Còn quẹo phải á, là mình ra ngoài đầu lộ Dùng Dâu, kết nối với quốc lộ 57B. Ở chỗ Tiến Tránh của huyện á, cũng kết nối với đầu lộ Dùng Dâu luôn. Đó, là chỉ có 500-600 m thôi nha. Tiến Tránh của huyện á, là điểm đầu từ ngay chỗ ngã Ba Bền, điểm cuối là ngay chỗ đầu lộ Dùng Dâu, quốc lộ 57 đi ngang qua. Nghe đâu được anh chị mình nếu mà đi theo con đường quốc lộ 57, mình trở về thị trấn Chợ Lách, qua bên Vĩnh Long được luôn hả anh chị. Phà Đình Khao, cầu Đình Khao rồi á. Còn nghe quẹo phải á, là mình trở ngược về thị trấn Phước Mỹ Trung, trung tâm của huyện Mỏ Cày Bắc, là khoảng 3 cây số nha. 15 cây số là vào được ngay trung tâm của thành phố Bến Tre. Còn từ bến xe miền Tây về đây là khoảng 95 cây ha. Đất của mình đẹp lắm anh chị ơi. Đó, như anh chị thấy ha. Còn hướng này là khoảng hơn 1 cây số là tới được chợ, trường học, ủy ban của xã Tân Thanh Tây. Cũng gần lắm anh chị ơi, đi đường về luôn ha. Ngay giờ đó thì lộ nhựa, gần chợ thì có lộ nhựa. Còn nếu mà anh chị vào trái thì trở về quốc lộ 57, ngay đầu đường này mình có trường học cấp 3 Ngô Văn Cấn ha. Đó, đi theo con đường quốc lộ 57 mình có thể trở về thị xã Đồng Khởi, rồi thị trấn Mỏ Cày được luôn á, trấn Mỏ Cày Nam á, bệnh viện Đa khoa Cù Lao Minh đồ ha anh chị. Đi xuống dưới biển thành phố nè, biển thành phố khoảng 60 cây, thì cầu Cổ Chiên đồ cũng được ha. Nói chung đường là đường thông. Kế bên đây có tiệm tạp hóa nè anh chị, hàng xóm mình ha. Còn về ranh đất á, là từ đây nè, ngang qua. Xung quanh thì đã có hàng rào hết rồi, ranh giới rõ ràng nha. Hướng đất quay về đây nè, là hướng chính nam, hướng chính nam nha chị. Ngang qua tới đây 13.92 m, chiều dài thẳng dưới là hơn 36, gần 37 m, một bên 37, một bên là 36 ha. Nở hậu 14 m. Xung quanh thì mình có hàng rào lưới B40 hết rồi. Cảm ơn chị mình vào trong đất nha. Về đây cất cái nhà vườn mình nghỉ dưỡng, hoặc là mình cất cái biệt thự là hết nói luôn ha anh chị. Đó, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Bên đây hàng xóm mình đang cất nhà nè. Ở phía sau nở hậu ra 14 m nha, 14 m. Đây, phía sau nè. Trời ơi, thôi nha, tao không có làm gì nha. Đây bên đây hàng xóm ha, phía sau nè, sạch sẽ, cao ráo, không có mậu. Ở dưới đất anh chị mình nhìn lên ha. Hướng đất của mình là hướng chính nam nha anh chị, hướng chính nam nha. Dạ rồi, để em lấy sổ cho anh chị mình xem ha. Dạ đây là sổ mình anh chị ơi. Địa chỉ là ấp Sùng Tân, xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 514 m². Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm. Thời hạn sử dụng đến ngày 29 tháng 12 năm 2049. Bên đây sơ đồ nè. Hướng là hướng chính nam nha. Chiều ngang mặt tiền đường bê tông á là 13.92 m,
chiều dài một bên là 37.37, một bên là 36.35, hậu là 14m ha, nở hậu anh chị. Hiện tại đất trồng cây lâu năm, nếu mà anh chị mình muốn lên thổ cư á, là thật tình mà nói chủ thì chưa trích lục khu vực này, nhưng mà với điều kiện là đất thì giáp đường, sổ hiện thị đường luôn rồi, đường bê tông nữa đó, nên với tình hình lúc gài anh chị mình lên thổ cư nó cũng sẽ cũng thoáng, cũng dễ lắm anh chị ơi. Về đây mình đăng ký mình lên thổ cư ha. Đó, em nghĩ là lên thổ cư thì cũng đơn giản ha, không có mà phức tạp đâu. Lúc gài nhà nước cũng tạo điều kiện cho mình lên dễ dàng lắm anh chị ơi. Dạ, giá đây anh chị mình sở hữu miếng đất này nè là 1.200.000.000 ha. Em xin báo là giá ha, 1.200.000.000, 1.200.000.000 nha. Hiện tại là có sổ sẵn nè. Giá này á mình còn có thể thương lượng được. Đó. Thì nhanh tay liên hệ với em xuống thoại nha, 0378 278 007. Và rồi em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất chân thành cảm ơn chị mình đã xem đến cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha. Bye bye mọi người.